Đây là mặt ảnh thứ 36, tức là mặt sau của khung ảnh thứ 18. Những bức ảnh bị cấm về người di cư Martina Navratilova. Martina Navratilova là cựu vận động viên quần vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ gốc Tiệp Khắc. Martina Navratilova chào mừng Thủ tướng Tiệp Khắc Lubomir nhân dịp Hiệp hội Thể thao được trao giải thưởng cấp nhà nước. Cô năm đó 18 tuổi và vừa mới tham dự các trận chung kết Australian mở rộng và Roland Garros. Vào mùa thu cùng năm, sau giải US mở rộng, cô nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ tại New York và sớm bắt đầu thi đấu cho Hoa Kỳ. Cô trở thành công dân Mỹ vào năm 1981. Ảnh của CTKI dí Kurulis Praha ngày 29 tháng 4 năm 1975. Martina Navratilova vui mừng với chiếc cúp vô địch Wimbledon. Năm 1983, khi Navratilova chỉ thua một trận duy nhất trong cả mùa giải, vô địch 3 giải Grand Slam và WTA Final. Thống trị rõ ràng bảng xếp hạng quần vợt nữ, hình ảnh của cô không thể xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Tiệp Khắc. Trong nửa đầu những năm 1980, quy tắc tại CTK là các kết quả của Navratilova chỉ có thể được đưa ra trong trận chung kết nhưng không có bất kỳ bình luận nào khác. Nếu cô ấy đang tham gia một giải đấu, thì CTK, một hãng thông tấn nhà nước hơi hài hước chỉ công bố kết quả cho 3 trận tứ kết và một trận bán kết. Ảnh CTK AP London ngày 15 tháng 7 năm 1983. Đây là cơ hội đầu tiên của Martina Navratilova đến thăm Tiệp Khắc kể từ khi di cư cho đến khi cô tham dự trận đấu cuối cùng của Cúp Liên đoàn giữa Tiệp Khắc và Hoa Kỳ vào năm 1986. Khi đó là một công dân Hoa Kỳ, nên cô đã về thăm cha mẹ mình ở quê hương Zevernice của cô ấy lần đầu tiên sau 11 năm. Các phương tiện truyền thông địa phương đã không công bố bức ảnh này từ chuyến thăm này, nhưng CTK đã bán nó cho hãng tin AP. Ảnh CTK, Libor, Hysoki, Praha, ngày 19 tháng 7 năm 1986. Martina Navratilova và Hanna Manlikova, người ở bên trái, đến sân ở Praha để chơi trận chung kết cúp liên đoàn. Người gốc Séc mang quốc tịch Mỹ được hoan nghênh bằng một tràng pháo tay lớn. Navratilova đã giành chiến thắng trong một trận đấu không thể nào quên với tỷ số 7-5-6-1. Mặc dù đài truyền hình Tiệp Khắc phát sóng trận đấu, báo chí Tiệp Khắc đã không hề viết về bầu không khí và bị cấm trích dẫn những nhận xét của Navratilova mà cô đã đưa ra trong một buổi truyền hình trực tiếp từ sân quần vợt. Ảnh CTK Pavel Kholer Praha tháng 7 năm 1986. Tài năng quần vợt của Martina Navratilova là quá tuyệt vời để các nhà cầm quyền cộng sản phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Những trở ngại và hạn chế đối với việc nhà vô địch người Tiệp Khắc tham gia các giải đấu quốc tế đã buộc cô phải di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1975. 2 năm sau, cô trở thành tay vợt số 1 thế giới. Vị trí mà cô duy trì trong thời gian ngắn cho đến năm 1987. Khi cô đến Praha năm 1986 với tư cách là thành viên của đội Hoa Kỳ tham dự trận chung kết cúp liên đoàn với đội Tiệp Khắc, các khán đài đã bán hết vé chào đón cô với sự hoan nghênh nhiệt liệt. Đó là một trong những trải nghiệm đầy cảm xúc nhất trong sự nghiệp thể thao của cô và là cơ hội để người hâm mộ được xem quần vợt thực sự đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, theo lệnh của lãnh đạo Cộng sản, các phương tiện truyền thông Tiệp Khắc đã không đưa tin đầy đủ về sự kiện này. Bà là tay vợt nữ thành công thứ hai trong thế kỷ 20, chỉ sau tay vợt người Đức Steffi Graf. Tạp chí Tennis đã chọn bà là tay vợt nữ vĩ đại nhất trong vòng 40 năm từ năm 1965 đến năm 2005. Mặc dù xuất thân từ Tiệp Khắc nhưng Navratilova đã mất quyền công dân khi chuyển sang Mỹ sống năm 1975 lúc 18 tuổi. Đến năm 1981 thì bà được nhập quốc tịch Mỹ. Ngày 9 tháng 1 năm 2008, bà được trao trả lại quốc tịch Cộng hòa Séc.